rất là nhiều bố mẹ luôn có cái suy nghĩ hả hệ con mình viêm amidam sưng amidam mà cứ tái đi tái lại một năm một đến hai lần là lại có cái suy nghĩ là đưa con đi cắt amidam trừ những cái trường hợp mà cần phải cắt amidam cho con đó, đó, chính là khi cái amidam của con nó sưng viêm tái đi tái lại một năm năm đến sáu lần như thế và nó để lại những cái biến chứng như là viêm cầu thận áp xe amidam hội chứng ngừng thở về đêm thì bắt buộc phải cắt amidam còn nếu cái abidam của con nó sưng, nó viêm, nó hành sốt mà nó không có những cái biểu hiện trên nhé thì khoan hãy cắt bố mẹ. Thay vì mình đi cắt abidam của con đó, thì mình hãy điều trị dứt điểm cho sớm kết hợp với tăng đề kháng cho con bởi vì khi mà vi khuẩn xâm nhập vào cái hệ hô hấp của con khi xuống đến vùng abidam bị bạch cầu nó chặn lại gây sưng viêm abidam nhưng nếu không có cái abidam á, thì vi khuẩn nó sẽ đi thẳng vào trong phổi lúc đó lại nguy hiểm hơn thì bố mẹ hãy cho con sử dụng ngay cái bộ đôi cao ho thảo dược này nó sẽ giúp con làm lành cái abiram mà không cần phải cắt và giúp con tăng cái đề kháng tại vì trong cái cao ho thảo dược này hoàn toàn là thảo dược thiên nhiên rất là lành tính không để lại cái tác dụng phụ mà khi mà cho con sử dụng cái cao ho này nó sẽ tác động trực tiếp vào cái ổ viêm nó giúp sẽ đẩy cái đờm viêm dịch viêm vi khuẩn virus dịch nhầy nhớt gây viêm đẩy ra ngoài sau đó nó sẽ tiếp xúc trực tiếp làm lành, tái tạo lại cái ni mạc mới, thu nhỏ cái kích thước abdum, thì có như thế con mới khỏi, khỏi được hoàn toàn và hạn chế tái phát bệnh lại bố mẹ.